Cảm ơn quý khán thính giả phần tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần tin Hoa Kỳ. Mở đầu phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử Donald Trump phải ra tòa trước khi vào tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, trước khi tỷ phú Donald Trump đặt chân tới tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm sau, ông sẽ phải ngồi vào ghế nhân chứng tại tòa, có thể trong 7 giờ liên tục, để trả lời các câu hỏi của luật sư liên quan đến vụ kiện với đầu bếp nổi tiếng là Charles Entrist. Theo CNN, thẩm phán cấp cao Jennifer A. DeToro vào ngày 14 tháng 12 đã ra phán quyết yêu cầu Tổng thống đắc cử Donald Trump phải ngồi làm chứng trong một phiên tòa ở New York City vào tuần đầu tiên của tháng 1, và ông Trump có thể bị các luật sư chất vấn trong 7 giờ đồng hồ. Theo đó, ông Trump sẽ phải trả lời các câu hỏi từ luật sư liên quan đến vụ kiện do ông khởi xướng nhằm vào Charles Andrew vì cho rằng đầu bếp gốc Tây Ban Nha này đã đơn phương phá vỡ hợp đồng làm việc cho một khách sạn sang trọng mới khai trương của tỷ phú New York ở Washington. Về phần mình thì Charles Andrew cho biết là ông quyết định dừng kế hoạch làm việc với ông Trump sau khi nghe tin về các tuyên bố xúc phạm người nhập cư Mexico của nhà tài phiệt này trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống trước đây. Các luật sư của tân Tổng thống đắc cử đã đồng ý rằng thân chủ của họ sẽ tham gia buổi thẩm vấn ở New York City. Tuy nhiên, họ yêu cầu rút bớt thời gian và phạm vi câu hỏi với lý do là ông Trump không chỉ đơn thuần là một nhân chứng, ông ấy còn là Tổng thống đắc cử, v.v. Do vậy, ông ấy cực kỳ bận rộn với cả núi công việc quan trọng cần phải làm. Mặc dù vậy, thẩm phán DeToro không tỏ ra động lòng trước lý do chính đáng trên. Hiện cả đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump lẫn luật sư của ông đều từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ và do dự của Tổng thống Obama. Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đối mặt với chỉ trích vì đã không mạnh tay ngăn chặn các cuộc tấn công mạng được cho là có liên quan đến Nga nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Nhưng có thể là tòa Bạch Ốc có lý do để làm như vậy. Hơn một tháng, thưa quý vị, hơn một tháng kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống thì tại tòa Bạch Ốc ngày 15 tháng 12 đã chính thức lên tiếng cho rằng Nga có thể đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm chi phối cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2016. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng tuyên bố Hoa Kỳ cần và sẽ đáp trả việc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Obama cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử. Vào tháng 9, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc, đích thân Tổng thống Obama đã cảnh báo người đồng cấp Nga là Vladimir Putin về những hậu quả không thể lường trước nếu các cuộc tấn công kiểu này tiếp diễn. Tiếp đó, vào hôm 7 tháng 10, Bộ Nội an và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chung chưa từng có tiền lệ cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào các quan chức cũng như tổ chức chính trị của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nghị sĩ cả ở Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều chỉ trích và đặt ra câu hỏi tại sao chính quyền của Tổng thống Obama đã không mạnh tay hơn trong vấn đề này. Bản thân Tổng thống đắc cử Donald Trump vào hôm qua 15 tháng 12 đặt ra câu hỏi rằng nếu Nga hay một thế lực nào đó thực sự đã tấn công mạng, thì tại sao tòa Bạch Ốc phải chờ đến bây giờ mới hành động? Tại sao họ chỉ lên tiếng sau khi bà Hillary thất cử? Ông Trump, mặc dù trước cuộc bầu cử nhiều lần nói rằng kết quả bầu cử có thể bị sắp đặt, nhưng hiện giờ ông dường như không còn ý nghĩ đó. Giới chức gia cho rằng thì sở dĩ chính quyền của Tổng thống Obama không mạnh tay trong vấn đề này là bởi không muốn can thiệp sâu vào cuộc bầu cử, thưa quý vị. Và liên quan đến ông Trump thì thưa quý vị, ông Trump nổi giận với thư ký báo chí của Tổng thống Obamacare. Trong bài phát biểu tại thành phố Hershey thuộc tiểu bang Pennsylvania, Tổng thống Hoa Kỳ đắc cử là ông Donald Trump ngày 15 tháng 12 đã chỉ trích các bình luận của thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, đó là ông Charles Ennis, liên quan tới các cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Phát biểu trước những người ủng hộ hôm qua, Tổng thống đắc cử Trump nói rằng tôi không biết liệu Charles Ennis có phải là một gã dại dột hay không. Như bạn biết, có một thư ký báo chí chuẩn mực là điều vô cùng quan trọng, vì đó là cách bạn muốn chuyển đi thông điệp.
Scholz có thể chuyển đi một thông điệp tích cực nhưng thực tế lại không vậy. Ông ta có thể thông báo với mọi người rằng ngày hôm nay chúng ta đã đánh bại hoàn toàn ISIS. Điều đó có phải tuyệt vời không? Có khi nào Scholz đã phải nhận yêu cầu đưa ra những tuyên bố như vậy từ người khác? Thưa quý vị, lời chỉ trích trên là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột giữa nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump và Tòa Bạch Ốc liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Trong cuộc họp báo thường kỳ, thì thư ký Charles Andrews đã hai lần đề cập tới việc ông Trump biết rõ việc mình được hưởng lợi và thậm chí là ủng hộ những vụ tấn công vào mạng mà Nga sử dụng trong chiến thắng của mình trước đối thủ Hillary Clinton. Phát biểu trước các phóng viên, ông Charles Andrews nói, thực tế cho thấy là vị trí Tổng thống đã khích lệ Nga tấn công mạng nhằm vào đối thủ của ông ấy vì ông ấy nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Đây không phải là một tuyên bố gây tranh cãi và tôi không tìm cách để tham gia vào những cuộc tranh luận. Tuy nhiên, tôi đang tìm cách thừa nhận một thực tế như vậy. Tiếp theo tin Hoa Kỳ, thì người Hoa Kỳ đã đánh giá tân Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, trong khi 34% người Mỹ tin rằng tỷ phú Donald Trump sẽ trở thành một tổng thống giỏi, thì 36% nói rằng ông sẽ là một nhà lãnh đạo tồi. Khảo sát mới công bố của CBS cho biết như trên. Như vậy, theo khảo sát công bố vào ngày 15 tháng 12 của hãng tin CBS, mức tín nhiệm dành cho Tổng thống đắc cử Donald Trump thấp hơn nhiều so với những người tiền nhiệm. Tháng 12 năm 2008, mức tín nhiệm dành cho Tổng thống đắc cử Barack Obama là 63%, trong khi chỉ 7% cho rằng ông sẽ là Tổng thống tồi. Vào năm 2000, khoảng 50% cử tri Hoa Kỳ tin tưởng rằng Tổng thống đắc cử George W. Bush sẽ là nhà lãnh đạo giỏi, và chỉ 14% cho ý kiến ngược lại. Theo khảo sát của CBS, mức tín nhiệm dành cho ông Trump có sự phân hóa rõ rệt giữa cử tri Cộng hòa và Dân chủ. Trong khi 70% cử tri Cộng hòa tin tưởng vào Tổng thống đắc cử Trump, thì 60% cử tri Dân chủ không cho rằng ông sẽ là Tổng thống giỏi. Ngoài ra, 60% cử tri Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề xung đột lợi ích khi ông Trump nhậm chức bởi những mối quan hệ kinh doanh của ông. Khảo sát của CBS được tiến hành với hơn 1.200 cử tri Hoa Kỳ qua điện thoại từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 12. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy là nội các sắp tới của ông Trump sẽ là nội các giàu có nhất nhưng ít kinh nghiệm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và bản tin tiếp theo nói về nội gián đảng Dân Chủ đứng sau vụ rò rỉ email của bà Clinton. Một nguồn tin thân cận Wikileaks nói rằng, chính người của đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đã cung cấp email của đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton cho tổ chức này. Đây có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ trong cuộc đua chạy vào Tòa Bạch Ốc. Báo Daily Mail của Anh dẫn lời ông Craig Murray, cựu đại sứ Anh tại Uzbekistan và hiện có quan hệ mật thiết với nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange cho biết không có thông tin nào trong số thông tin rò rỉ xuất phát từ Nga. Nguồn tin đã có cách tiếp cận hợp pháp với thông tin. Các tài liệu thu được là kết quả của rò rỉ nội bộ chứ không phải do tấn công mạng. Ông Murray cho biết thêm, đích thân ông đã bay tới Washington để nhận tập tài liệu này ở một khu rừng gần Đại học Hoa Kỳ. Wikileaks đã công bố hàng nghìn email từ hòm thư của bà Clinton, cũng như là các quan chức trong đội ngũ tranh cử của bà. Trong đó có ông John Podesta, người quản lý chiến dịch tranh cử. Các email này bao gồm những thông tin bất lợi cho chiến dịch tranh cử của cựu ngoại trưởng. Theo ông Murray, các nhân vật nội gián đã cung cấp những email mật này vì không bằng lòng với quỹ Clinton, cũng như với cuộc đối đầu giữa bà Clinton và ứng viên Bernie Sanders ở vòng bầu cử sơ bộ. Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin thông thạo hôm nay cho biết thêm là ngày 12 tháng 12, một nhóm gồm 6 cựu quan chức tình báo cấp cao của Hoa Kỳ đã viết một lá thư khẳng định rằng Nga không liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Họ nói rằng các email đó bị rò rỉ do nội gián mà hoàn toàn không phải do tấn công mạng, thưa quý vị. Và bản tin nói về nội các gánh vác nhiều quyền lực của Donald Trump.
nội các của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ được đánh giá sẽ sở hữu nhiều quyền lực và phạm vi ảnh hưởng hơn những chính quyền tiền nhiệm. Việc bổ nhiệm nhiều tỷ phú cùng các chiến lược gia có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa vào nội các mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang làm dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận Mỹ về những nguy cơ xung đột lợi ích và xu hướng dân túy gia tăng. Tuy nhiên, nội các như một câu lạc bộ tỷ phú của ông Trump cũng được đánh giá là chiến lược thể hiện tầm nhìn và sự linh hoạt trong năng lực điều hành của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, đó là theo Atlantico. Và theo giáo sư Jean-Éric Bernard thuộc Đại học Sorbonne, những lựa chọn của ông Trump cho nội các mới hoàn toàn phù hợp với lập trường bảo thủ chính thống của Đảng Cộng Hòa, thể hiện mong muốn hàn gắn rạn nứt, đoàn kết nội bộ đảng của ông. Điều này cũng tạo được sự thống nhất cao trong việc triển khai các chương trình nghị sự tại Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, nơi Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số. Cho đến hội nghị toàn thể vào cuối tháng 7 thì nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa vẫn nhận định rằng ông Trump không phải là người có quan điểm bảo thủ chính thống mang màu sắc riêng của đảng này. Họ cho rằng những tuyên bố cứng rắn của ông trong chiến dịch tranh cử chỉ là chiêu trò nhằm thu hút cử tri và làm tổn hại đến những giá trị cơ bản của đảng. Nhưng với thành phần nội các mới, ông Trump đã khiến cho những người đã chống đối ông thay đổi quan điểm. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ đã tặng cho Đảng Cộng Hòa một chính phủ mang màu sắc bảo thủ, vượt xa những gì mà họ từng hy vọng. Giáo sư Brana nhận định như trên. Và hầu hết bộ trưởng cố vấn được ông Trump bổ nhiệm đều thành đạt trong cuộc sống, từng giữ những vai trò lãnh đạo, hay nói cách khác là từng nắm giữ quyền lực trong tay. Họ có thể là chỉ huy một đơn vị quân đội lớn, giám đốc điều hành các tập đoàn, công ty quy mô hay người đứng đầu một bệnh viện. Thực tế này cho thấy quyền lãnh đạo của nước Hoa Kỳ trong thời gian tới sẽ không tập trung nhiều tại phòng bầu dục, mà sẽ phân điều đến các bộ cũng như cơ quan chính phủ của nước này. Đây là sự thay đổi lớn so với chính sách của các chính quyền tiền nhiệm của ông Bill Clinton, George Bush và Barack Obama. Và bản tin nói về thời tiết thì thưa quý vị, gió mưa tuyết lạnh cắt da bao trùm nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến 40 triệu người thưa quý vị. Ở New York thì các tiểu bang miền Đông Bắc đã nếm mùi lạnh run rẩy từ vài ngày qua, điều kiện lạnh gay gắt hơn sắp đến với cư dân trong vùng. 40 triệu người được khuyến cáo phòng thân với gió, tuyết và khí lạnh cắt da. Suốt ngày thứ năm đến trưa thứ sáu, nhiệt độ có thể xuống thấp ở mức là 35 độ âm, tức là 35 độ F thưa quý vị, đủ để gây thương tích vĩnh viễn gọi là frostbite với da bị phô bày sau 10 phút. Điều kiện trắng lòa của băng tuyết được dự báo tại khu vực bao quanh ngũ đại hồ. Bão tuyết đã tới tiểu bang Oregon vào hôm thứ Tư. Xe cộ dễ dàng mất định hướng tại các góc đường. Nhà chức trách đã khuyến cáo cư dân hạn chế lái xe. Tại trung tâm thành phố Portland, hàng trăm chiếc xe đã kẹt trong bão tuyết. Nhiều trường học đóng cửa để phòng trước kẹt xe. Và tại các trường học thì học sinh được lưu lại sau giờ học, chờ người nhà đến đón. Nhiệt độ tại New York và thủ đô Washington được dự báo là dưới zero trong vài ngày tới, thưa quý vị. Đó là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì Ngọc Thủy sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.